Vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê đi bẫy chim, đi săn bắn. Thì hôm nay em lại xin làm một cái video để giới thiệu cho các bác những cái bộ quần áo, mẫu quần áo ngụy trang dành cho bác chuyên đi rừng, đi săn bắn, đi bẫy chim. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch của shop. Để anh em mua bán thành công vui vẻ thì các bác điện trực tiếp theo 3 số điện thoại này của shop để đặt hàng. Shop em là có 3 số điện thoại, có Zalo, Facebook các bác nhé. Các bác có thể vào Zalo theo 3 số điện thoại này, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể cho các bác xem từng mẫu sản phẩm một. Thì bên em là ship COD toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán cho nhân viên bưu điện, nên là rất mong các bác xem kỹ sản phẩm để đặt hàng. Thì như các bác thấy trên hình đây là rất nhiều mẫu quần áo ngụy trang màu lá cây khô đấy, giày ngụy trang đấy. Đây là ba lô cũng ngụy trang các bác nhé, ba lô lèo ngụy trang đấy, lèo giày dép cũng ngụy trang hết các bác nhé đấy. Thì để đầu tiên em cũng xin giới thiệu cho các bác nắm được, đây là cái mẫu quần áo te tua này, các bác nhé, đây là quần áo te tua đấy, màu ngụy trang rồi đấy. Đấy. Cái mẫu này thì là áo liền mũ luôn các bác nhé, đấy, kéo khóa ở giữa đấy. Đấy, khóa ở giữa này, và cái mẫu này thì bằng vải lưới đấy, nên là nó vải thì may te tua luôn, mặc rất là mát các bác nhé, mặc rất là mát luôn. Thế mà mẫu này thì là nó ở cái đằng chỗ ống tay là nó có dây 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 chun thắt lại đây, nên là cái mẫu này thì anh em mặc và đi rừng bẫy gà cũng rất là ngụy trang, rất là cao, màu lá xen lẫn cây khô. Thế màu cái quần là quần chun các bác nhá, đây quần chun luôn đấy, quần chun này đây, quần chun. Đấy, và tiếp tục giới thiệu cho các bác cái mẫu quần áo mới này, đây là cái bộ quần áo màu lá cây khô đấy, ngụy trang rất là cao, và đây là hàng của Việt Nam may rất là cẩn thận, đường kim mũi kỷ rất là chắc chắn không nhá, nhiều túi luôn đấy, nên là đường trên này, áo liền mũ này. Và đây các bác ơi, cái mẫu này thì các bác có thể là nếu như các bác có khóa luôn, nếu các bác không dùng mũ thì mũ liền, nhưng các bác nếu không dùng thì các bác có thể tháo mũ ra đấy, tháo mũ ra luôn đấy. Các bác không dùng đến thì các bác có thể tháo mũ luôn đấy. Bỏ áo rời mũ ra không dùng đến, thế còn các bác vào rừng có thể là các bác chùm mũ lại đấy, đấy. Rất là đẹp. Đây là cái túi thì rất nhiều túi rồi đấy, quần thì quần kiểu như vừa chun vừa thắt lưng ra đấy, anh em mặc vừa hết, có nhiều size lắm, từ size M, size L, size XL đầy đủ size các bác nhé. Đấy thì cái mẫu này thì bên em là bán là mẫu mới này là 400.000 các bác nhá. 400.000 tặng các bác một cái mũ luôn. Mũ lưới chai luôn. Thế còn mũ này là cái mẫu này là hàng cao cấp thôi nhá, đắt tiền nhất trong các dòng quần áo ngụy trang. Đấy để các bác cập nhật được. Mẫu này thì nó có ở trên đỉnh này nó có một cái lưới thôi nhá. Đấy, để anh em đi vào rừng thì các bác chụp lại thì không sợ muỗi dính côn trùng cắn. Mẫu này đắt nhất. Màu lá cây khô đấy, màu này thì rất là đẹp, màu vải thì rất là mát luôn, rất là đẹp luôn. Hàng này là vải tương đối là chất chắc chắc chắn thôi nhá. Đấy, quần quần chun đấy, quần chun vải nó sẽ khác nhau thôi nhá. Mẫu này thì hàng tiền nào của đấy, vải đắt tiền hơn thì nó sẽ chất lượng hơn, mặc mát hơn nhiều thôi nhá. Đấy, rất là đẹp luôn mẫu này. Thế còn bên em thì rất nhiều mẫu, có một mẫu quần áo này nữa các bác nhá. Đây quần áo này thì là nó đắt hơn này. Nó so với mẫu này là nó đắt hơn đấy. Tiếp tục giới thiệu cho các bác để các bác nắm được. Đây mẫu này thì nó cũng là hàng này, hàng nhập khẩu đây các bác nhá. Đây nhập khẩu đây. Đấy mẫu này mẫu size to mà nhập khẩu, mẫu này thì nó thâm đen hơn một chút, cũng màu kaki hết, vải kaki các bác nhá. Đây đẹp không, mẫu này tương đối là đẹp đi. Mẫu này thì là bên shop đang bán với giá là 550. Đây mẫu này 550. Đây là mũ liền luôn các bác nhá. Cái này không tháo được ra. May liền luôn. Mẫu này là mau may liền mũ luôn. Đấy còn cái mẫu kia là mở ra là không giọt. Đấy đây. Giày ngụy trang anh em đi rừng. Ba lô túi xách là ngụy trang. Đầy đủ website, các số để mua sản phẩm thì các bác có thể điện trực tiếp theo 3 số điện thoại của shop để đặt hàng. Cái mẫu này thì quần áo te tua này bên shop là đang bán giá 400 các bác nhá,
Đấy, mẫu quần áo ngụy trang này cũng 400 này. Tiếp tục một quần áo ngụy trang này liền mũ luôn là 550 này. Đấy, và cái bộ mà nó có lưới trên đỉnh này là 600.000. Vâng nhá. Đấy, để các bác cập nhật được. Đấy, lèo ngụy trang này thì 350 này. Đấy, thế còn cái ba lô này thì 250. Ba lô nhỏ nhá, ba lô to thì 300. Giày dép này thì giày này cổ thấp thì 150. Cổ cao thì là 160 nhá. Đấy, rất nhiều mẫu lèo. Đây là cái mẫu lèo thủ công. Đây luôn nhá. Đấy. Đây là cái lèo thủ công. Đây lèo thủ công thì đắt tiền hơn luôn nhá. Đấy. Lèo thủ công này thì bên shop đang bán với giá là 650.000 đồng. Bao ship về tận nhà rồi các bác nhá. Đấy. Mẫu này thì rất là đẹp. Lèo thủ công. Hàng này thì một cạnh một cửa nhá. Đấy, một cửa. Và ba cửa sổ nhá. Đấy, cửa sổ luôn. Màu đá cây khô. Đấy. Rất là đẹp. Đây là cửa mở, các bác ở trong ngồi ra, cao khoảng 1m1, rộng 1m. Hàng đẹp, hàng chất lượng của Việt Nam. Nên các bác mua sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp bên shop để đặt hàng. Shop là ship COD toàn quốc rồi, nên anh em yên tâm, là một đơn vị bán chuyên nghiệp rồi. Giá cả rất phải chăng. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.